diễn viên Anh Đức báo tin vui sau 2 tháng cưới vợ. Sau 2 tháng kết hôn, diễn viên Anh Đức hiện tận hưởng cuộc sống vợ chồng son cũng như chăm chỉ làm việc. Sau nhiều lần được Trấn Thành rao bán trên nhiều chương trình, diễn viên Anh Đức đã gặp được một nửa của mình và tổ chức đám cưới viên mãn vào tháng 9 vừa qua. Sau 2 tháng kể từ ngày kết hôn, cuộc sống của nam diễn viên được nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, Anh Đức vui mừng thông báo tin vui khi được lên chức giám đốc truyền thông của một công ty. Trong ngày đặc biệt này, Quỳnh Anh, vợ của anh đã đến tặng hoa và chúc mừng chồng. Nam diễn viên đã gửi lời cảm ơn vợ vì dù cô đang bận đi quay phim, nhưng tranh thủ thu xếp để kịp đến với anh. Sau 2 tháng kết hôn, hiện Anh Đức và Quỳnh Anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng sau nhiều niềm vui, hạnh phúc. Gần đây, cả hai có buổi gặp mặt với những người bạn thân như Ali Hoàng Dương, Lương Nghiêm Huy. Khi chụp ảnh chung với hội bạn, vợ chồng Anh Đức tạo dáng tình cảm bằng cách đưa tay thành hình trái tim. Ngoài thời gian dành cho công việc, đôi vợ chồng song tranh thủ đi du lịch để tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hồi tháng 10 vừa qua, Anh Đức và vợ đã đi tham quan nhiều cảnh đẹp ở Mỹ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh về chuyến đi với vợ và nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Tâm sự về chuyện cưới vợ, Anh Đức cho biết hiện anh rất mãn nguyện và hạnh phúc. Trong dịp sinh nhật năm nay, nam diễn viên cảm thấy bà xã chính là món quà đầy to bự, đầy ý nghĩa mà anh nhận được. Năm nay là một năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Sẽ cùng cười với nhau suốt nhé anh Phạm, Anh Đức nhắn đến vợ. Tháng 9 vừa qua, Anh Đức và Quỳnh Anh tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, nam diễn viên đã nhờ hội bạn thân gồm Trấn Thành, Harry Quân, Ali Hoàng Dương hợp sức cùng anh tổ chức buổi tiệc cầu hôn bất ngờ. Chia sẻ về việc về chung nhà với anh Đức, Quỳnh Anh cho biết cô bị lay động vì sự chân thành và tử tế của chồng. Nếu như anh Đức là một diễn viên có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, được đông đảo khán giả biết đến thì Quỳnh Anh nổi lên khi tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Mai. Nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết cô luôn cố gắng, nỗ lực để chứng minh được tài năng diễn xuất và hy vọng sẽ gặt hái được quả ngọt xứng đáng.